này ngon nè. Trái này đúng ngon, trái này mình hái trái này ăn được nè. Và mấy cái kia thì mấy cái kia chín quá, chín quá. Với lượng được 3 trái nữa thôi nha. Mấy lần qua nhà cô chú là có ổi đó. Cái giống ổi này nó không có dồn cái nha, nó ăn mềm không mà. Còn khi mà nó còn cứng thì nó chát, chín thì nó mềm nhưng mà hơi bị dồi. Bên kia ổi quá trời là ổi luôn. Nhà mình trúng mánh, trúng mánh được ở gần nhà chú với cô Hồng, chú Hồng với cô Nghiệt. Hái đi kiếm mấy cái ổi này là phải lồn lách qua đủ thứ hết trơn nó mới hái được nó, không có lá nó che hết đó. Mới thấy có thằng trái nữa mà đứng bên hướng bên kia mình thấy, mình dơ qua hướng này mình không thấy. Cái này đẹp này. Trái này đẹp này. Trái đẹp quá trời luôn. Hello các bạn, đây là hàng xóm nhà mình, ổi chín đầy cây luôn này, quá trời quá đất. Trời ơi nè, đằng kia có một trái nó chín tà le luôn. Ổi nhiều quá không ai hái luôn cả nhà ơi, nó trái quá là trời luôn, trái lơ lửng nè. Đây nữa, trái quá trời. Bên đây cô Nghiệt hái bớt rồi đây. Chú! Quá trời ơi! Nó quậy tới quế luôn. Anh đẹp sợ chưa? Còn nữa? Còn nữa? Cái màu trời, cái màu đẹp. Đẹp dĩ sợ, trái đẹp kinh khủng, quá đẹp luôn. Thôi cái lỗ này. Thôi thôi cái này. Lấy cái vật. Nãy cái này không lẩm nó nè. Dạ. Con nào bé bé bự luôn. Con nhánh này đến 4 trái, 5 trái luôn. Ôi ơi, nó đẹp quá đi, đẹp kinh khủng. Ổi gì mà đẹp. Hello cả nhà, đây là giống ổi khổng lồ. Nó đẹp dữ sợ chưa. Kìa, nhiều quá không ai ăn hết trơn á. Ôi đây này có trái này ngon nè. Rớt rồi. Không sao, không sao, trái này không sao. Ui da, da với lượng vàng, ui trời nó đẹp dữ sợ chứ. Trời ơi, ổi gì mà đẹp quá. Trời. Nóng mày quá, nó dứt hoài. Sau đây mình tạm ngưng clip tại đây. Đây là trái ổi cô
con vẹt hàng số như mình đã cắt ra để xa sinh tố. Trong clip này và tất cả những clip khác, các cô chú và anh chị có coi thì cho mình một nút đăng ký nhé. Nhớ cho mình một nút đăng ký mỗi người góp gió thành bão. Cảm ơn rất là nhiều. Mình chỉ xin mỗi người một nút đăng ký là được à. Cảm ơn rất là nhiều. Và hẹn lại những clip tiếp theo. Đây là những trái ổi đã cắt ra để xa sinh tố. Đây là trái ổi xa sinh tố. Ném thì bỏ miệng đi. Bỏ miệng. Bỏ miệng đi. Ý. Good. Good. You like it? Ben like it? Yeah. Thôi, được rồi.